Em 25 tuổi là du học sinh quen boyfriend 23 tuổi, bạn đang chờ reply để thành refugee tại Na Uy. Chờ hơn một năm khiến bạn mất động lực, chờ reply để thành refugee. Feeling empty và tài chính không tốt. Lúc đầu hai đứa còn ngồi quán hay đi đây đó chung, nhưng vì tài chính cả hai eo hẹp nên quyết định qua nhà em. Bên ngoài thì lạnh nên không đi dạo, tụi em đã quan hệ tình dục nhưng em không cho bạn vào trong. Em và bạn cũng chấp nhận tới giờ, tuy nhiên em cảm thấy bạn tù cảm xúc. Em có hỏi thì bạn nói là do chờ đợi quá lâu, cũng như bạn sẽ bù đắp sau khi kết hôn. Liệu bạn trong tình huống như vậy có xây dựng cảm giác yêu được không? Và em nên hành xử như thế nào? Bạn có cử chỉ yêu thương khi hai đứa bên nhau ở nhà em, nhưng khi ra ngoài thì không. Bạn nói là do tôn giáo bạn hợp lính, nên bạn sợ có người theo dõi, bạn đạo hồi. Em cảm ơn. Trả lời cho em. Anh giả sử nha, em đi mua nhà em ở, ok, và muốn mua căn nhà để ở, thì ở anh dùng ở Việt Nam đi, anh dùng một bối cảnh khác đi, tại Việt Nam nhiều khi là nghĩ là chúng ta nó méo mó, tại vì ở Việt Nam có thể không có cái môi trường này. Tuy nhiên anh giả sử cái môi trường ở Mỹ đi, em chọn một cái nơi để em mua cái nhà, và nó có những cái nơi như sau. Em mới đi qua một cái khu, cái chỗ nhà đẹp quá, những người ở đây là những người người ta có ý thức chăm sóc nhà cửa, trường học tốt, gần chợ, nhà cửa đẹp mới chứ nè, người ta chăm sóc nhà cửa trên cái khu đẹp, đường xá tốt, an toàn, không có trộm cắp, không thấy cái gì tệ nạn, không thấy gì. Ok, rồi sau em đã chạy tiếp, em đi coi tiếp nhà, em bắt đầu đi qua một cái khu khác. Và ở khu này em lại thấy như thế này, em đang đi cái em nhìn cho thấy có mấy người ở trần mình xăm ở đây, súng đạn rồi lung tung, dao găm đâm nhau, máu rỉ ra, và một số người đó ngồi trên thềm nhà, ngồi nhìn em, ngồi dọc hai bên đường họ nhìn em. Em vô tình em bắt ánh mắt của một người thì cái người đó trợn mắt nhìn em. Sir, đó cái kiểu vậy đó, nhìn sir vô đó, đó. Và em cảm giác không thân thiện. Em đi một chút em thấy là chai bể rồi, thấy là mấy cái chai bia ngoài đường người ta đập đánh nhau, nó bể nó nằm đống rải rác. Okay. Rồi nhiều khi thấy vỏ đạn nằm đó, em nhìn tối qua bắn nhau hả, tối qua bắn nhau hả. Rồi em đi hồi em thấy trong có một cái tấm bảng mà bảng chỉ đường đó, mà em thấy có những cái lỗ đó. Em nhìn kỹ em thấy là giống giống dấu đạn bắn qua đó. Ok, rồi cái em đi ngang cái hồi em nghe tiếng hai người đàn ông đàn bà đang gây lộn trong nhà, chửi với nhau. Anh hỏi em nha, em muốn mua nhà khu nào? Em nói anh tưởng ơi, dạ gì mua cái khu mà đó, nó nguy hiểm đến mồ, an toàn đâu, một cái chỗ nó không tốt mình đâm đầu nó vào là nó làm gì để mà khổ cái thân mình. Còn cái khu tươi tốt hơn em sẽ mua nhà khu kia, dễ quá đúng không? Trời ơi em ơi, em thấy nó đơn giản vô cùng. Một người bạn em là du học sinh, tự nhiên bây giờ nè em coi bạn đó là boyfriend, trong khi nguyên cái xã hội đó, nguyên cái khu mà em đi mua nhà, em sắm một người bạn trai, tức là em có một người bạn trai giống như em đi mua một cái nhà, nó là cả một cái cuộc đời, nó là quyết định lớn. Thực ra mua cái nhà là rẻ hơn và nhẹ hơn, là quyết định không quan trọng bằng quyết định một người đàn ông sống với mình. Mà việc mua nhà thì em thấy rất rõ, mình biết mình mua ở đâu, dùng được cái lý trí nó dễ. Nhưng mà ở đây á, em đâm đầu vào, tức là em tự đâm vào, có ai ép em đâu. Một người á, là làm đang chờ để thành refugee rồi mất động lực, cảm thấy empty, tức là người không có cái động lực, cảm thấy vô vô nghĩa, cuộc sống vô nghĩa, tài chánh không tốt. Rồi vì tính như vậy cho nên là quyết định qua nhà, và đó là một cái sai lầm nữa, tức là em tự em đào hố đó. Đó, quyết định mua qua nhà em nó giống như là em quyết định em mua nhà ở gần nhà em, giống như ông khu anh đập bàn cái thằng nào đây là tướng cướp, thằng nào làm chùm khu này ghê, nói à cái thằng đó hả, đại ca hả, đại ca nhà khu này nè đó, và đại ca lâu lâu buồn, đại ca giết vài người chơi vậy, đại ca lâu lâu là đại ca chán quá, đại ca buồn buồn lại lấy súng ra bắn chơi vòng vòng vậy đó, đó. Để em lấy để tôi mua nhà gần nhà đại ca đó, và em muốn một cuộc sống thanh bình, con cái được vui vẻ an toàn, ok, mà em lại mua nhà gần cho đại ca. Bây giờ một người tài chánh không tốt rồi em dắt về nhà, tại vì ngoài trời lạnh cho nó đi dạo được. Em ơi, cũng giống như là sau này khi mà em sống ở cái khu đó xong, em nói anh Tuấn ơi, ở đây cái khu này nó không an toàn, ban ngày thì con nít nó đập phá cửa kính, nó chửi thề, nó đánh banh, nó đánh nhau, con em ra đường bị nó đánh u đầu đó, rồi ban đêm thì người ta cãi nhau bắn súng, tối ngủ mà mấy tụi em là phải nằm rạp dưới sàn tại vì sợ trúng đạn lạc. Em nói anh Tuấn ơi, bây giờ em phải làm sao? Em ơi, tại sao em lại chọn mua nhà khu nó vậy? Nó hỏi đó.
trong khi em có thể chọn mua khu khác nha. Và anh nói điều này không có phải là anh chê người đàn ông mà xúi em ra, anh ta không có sẵn sàng, anh ta hoàn toàn không phải là một người đàn ông ở trong cái trạng thái sẵn sàng để em đến. Cái khu đó không phải là một cái khu mà nó sẵn sàng cho cái cuộc sống tốt đẹp của em, nó đơn giản vô cùng luôn vậy đó. Bây giờ hỏi là em tả ra như vậy rồi, bây giờ kêu giải pháp nó không có giải pháp. Em đã nằm trong cái đó thì nó, em là một phần của nó rồi. Em tự mình đặt mình vào một cái khu xấu, và rồi em nói làm sao biến nguyên cái khu tốt, cái khu xấu nó thành khu tốt, làm sao em đổi môi trường nổi trong khi em có thể chọn một cái khu tốt để đặt mình vào. Cái sai của em, tức là tạm gọi là cái mà nó dẫn em tới ngày hôm nay, chính là cái quyết định. Tại sao lại đồng ý một cái mối quan hệ đó ngay từ đầu? Em thấy rõ ràng nó nằm chỗ đó, chứ không phải là bây giờ vậy rồi làm sao. Em ơi, tiếng Anh nó có cái chữ gọi là undo. Undo á, nó cũng mãi mãi như là đúng như là mình chưa làm. Undo tức là quay lại trong quá khứ cái ngày đó và không làm nó, đó gọi là undo. Em phải undo cái đó, có vậy thôi, đó là giải pháp của em. Còn nếu không nè, em sẽ phải chịu đựng nguyên cái đó. Tại vì một người đàn ông như vậy, và em lại để một cái mối quan hệ, anh giả sử nhà 10 năm sau anh ta mới tốt đẹp, và cái mối quan hệ của em 10 năm theo cái kiểu đang đi, nó sẽ tới cái ngưỡng là tới đó anh xin lỗi, anh không yêu em được nữa. Tôi cảm giác luôn chứ em. Anh không nói là nó chắc chắn sẽ như vậy, nhưng mà cái hướng nó đi là đi theo hướng đó. Và em chôn em 10 năm mà tương lai mịt mù, mà người đó mà không xây được cảm giác yêu em, tại vì anh ta đang stress like crazy, anh ta bị stress quá nặng rồi, học lính rồi còn sợ người này theo dõi người kia theo dõi, rồi sau này lấy lính mới ghê nhá. Em ơi, anh cái lời khuyên cho anh chỉ là của e của anh cho em là undo nguyên cái quá trình undo hết. Thôi tiếp tục, em và anh ấy nhắn tin với nhau suốt một tuần. Trời ơi, nhắn gì nhắn suốt một tuần trời. Tại sao lại nhắn suốt một tuần? Không nên. Sau đó anh ấy không nhắn tin cho em nữa, em cũng không chủ động nhắn cho anh. Tuy nhiên em cũng biết anh, em đã hành xử sai khi nhắn tin, khi trả lời tin nhắn quá nhanh mà nói quá nhiều. Sắp tới em và anh có việc cùng làm nhau sẽ gặp nhiều hơn. Liệu em có thể làm cho anh ta có cảm giác lại với em không? Các bạn đặt cái câu hỏi nó luôn theo cái hướng mình làm cái gì để cho người ta theo đuổi mình. Tức là các bạn luôn lăn tăn như con lăn quăng ấy nữa. Để cho người đàn ông theo đuổi mình thì nó nằm nhiều ở cái nhóm này nè, nhóm không làm gì hết, chứ không phải là nhóm làm gì. Ở đây nó chỉ là như này, học cái kiến thức rồi sau đó ngồi im chỗ, đẹp như bông hoa nhưng mà bông hoa đứng im chỗ, đúng không? Đẹp như cái bông hoa nhưng mà cái bông hoa nó đứng im chỗ, rồi chim nó mò tới là bướm nó mò tới, ong nó mò tới. Đây cái này có thật. Anh mua hai cái lồng đèn ở ngoài vườn, anh thích cái màu đỏ, thì cái vườn của anh chỗ này nó có cái này đỏ một chút, cái kia đỏ một chút, nó touch cái vườn, nó làm cái vườn. Thì anh mua hai cái lồng đèn màu đỏ, lồng đèn nó cũng bự này, lồng đèn bằng kim loại nhưng mà có khung kính. Ở trong người ta để những cái đèn cầy người ta đốt và cái mùi hương nó bay ra. Và anh để ngoài vườn, anh cắm cái cây mà nó có hai cái lồng đèn, cái cao cái thấp treo toàn ten, thì đèn cầy cháy có thể cháy ở trong. Thì anh mới để cái đèn cầy vào, thì anh vô tình anh để cái đèn cầy nó có cái mùi hương, và anh đốt nó mỗi khi tối anh ra ngoài anh ngồi đốt anh nhìn lại lại mình nói chứ mình chơi cho nó đẹp lãng mạn. Thì có lần anh thấy có những cái con chim hummingbird, hummingbird là cái loài chim, con chim rất đặc biệt, nó có thể đập 3.000 lần trong một phút cánh của nó đó, có nghĩa là một giây nó đập 50-60 lần. Mà nó là cái loài chim duy nhất mà nó có thể bay như máy bay trực thăng, bay tới bay lui, bay tới bay giống như máy bay trực thăng ve tới ve lui mà đứng yên trong không khí. Mà nó cũng là cái loài chim mà nó có cái giống coi như là kỷ lục thế giới là loài chim nhẹ nhất, nhỏ nhất, hummingbird. Thì cái con chim hummingbird nó sống bằng cái việc là ăn nhụy hoa. Tại vì sao biết không? Là vì cái cơ thể nó có một cái tốc độ metabolism speed đó, chuyển hóa năng lượng tốc độ nhanh nhất trên thế giới. Con chim đó mà nó bay nó làm việc 2 tiếng đồng hồ mà nó không ăn gì là nó chết. Ban đêm mà nó ngủ á, là nó vào trạng thái hibernation, tức là trạng thái ngủ đông á, trạng thái mà kêu là trạng thái mà dùng năng lượng ít nhất. Tại vì nếu nó không ăn trong 2 tiếng mà nó hoạt động bình thường 2 tiếng là nó chết. Còn nó ghê, cái con là cái con mà gần với cái gọi là chết đói trên thế giới này nhất á. Nó bay liên tục và nó tìm đồ ăn cho nên nó tìm rất là nhiều hoa để nó hút. Mà hoa thì rất nhiều năng lượng em biết không?
cái nhị hoa nó đường nhiều á, năng lượng nhiều lắm. Và cái con này nó sống bằng cái việc là nó đi bay, bay cái con hummingbird là cái mỏ nó cong, nó chui vô mấy cái nhị hoa, nó hút hút, mà nó đi tìm tất cả cái nhị hoa. Thì cái cây lại đèn, cái lồng đèn quanh có cái đèn cầy trong nó có mùi thơm. Và bữa đó anh thấy chim chim không biết tại sao nó bay tới vòng vòng cái lồng đèn mình, nó bay xung quanh mấy con vậy đó. Anh nói hơ, anh mới sực nhớ ra à, cái đèn cầy có mùi thơm. Bê vào chuyện cho em thấy, cái em cần ở đây không phải là làm gì mà là không nên làm gì. Ok, không nên làm gì. Cái thứ hai là sẽ và thơm lên, và cái thơm đó là kiến thức. Thì khi có kiến thức mới biết làm, mình hút có thơm không? Thì nó trả lời cho em nè, em có thể làm gì để anh ta có cảm giác với em? Hai cái, thơm lên và đừng làm gì hết, chỉ có vậy thôi. Còn nếu như em thơm mà không làm gì hết thì anh ta sẽ, mà anh ta không tới thì có nghĩa là anh ta không phải là của em, ta không rung động với em. Và nữa nè, em cũng sẽ không khó chịu. Tại vì sao biết không? Tại vì em thơm. Thơm nó có nghĩa là gì biết không? Là có nghĩa là cái kiến thức em có, em sẽ không có cái cảm giác đau buồn trong cái chuyện này. Do đó là cái em cần làm, như cái đèn cầy anh nói, trong đèn cầy là nó lộn á, anh dùng cái bông hoa thơm và đẹp đứng yên một chỗ. Câu trả lời cho em đó, nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh, còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe, sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn, mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa, bye bye.